Vâng, mình chào quý vị đã quay trở lại với Huế Review. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Huế Review đang có mặt ở khu vực Long Hồ, thành phố Huế thưa quý vị. Và hôm nay thì tôi cũng rất là bất ngờ khi viếng lại một cái ngôi lăng mộ cổ mà trước kia tôi đã từng quay cho quý vị. Những hình ảnh mà ngôi lăng mộ cổ trước kia là như thế nào đây quý vị? Đây không biết có rắn rít hay là gì không, nhưng cũng sẽ men theo vào. Đây quý vị thấy này, wow. Tôi sẽ phất đi một ít cỏ như thế này để mở lối đi. Đây là có một cái áng hương và bên này là cái ngôi mộ. Đấy, và bất ngờ hôm nay tôi phát hiện đó chính là một cái sự thay đổi rất lớn về hình dạng cũng như là những cái chi tiết liên quan tới khu vực lăng mộ này. Vậy thì những cái sự thay đổi đó là nó như thế nào và nó có đặc điểm ra sao? Thì không để quý vị chờ lâu, mời quý vị cùng Huế Review chúng ta vào khám phá hai ngôi lăng mộ này nha quý vị. Xin kính mời quý vị. Vâng, đây chính là khu vực xóm Tầm đây. Đấy. Thì hai ngôi lăng mộ của hai nhân vật lịch sử đó, tôi đã từng giới thiệu đến quý vị, đó chính là Tuyên Mục Nhị Vương. Và những cái hình ảnh vừa rồi tôi phát lại đó là những cái hình ảnh về hai cái ngôi mộ này, cái thời điểm mà chưa được trùng tu. Và bây giờ thì hai ngôi mộ này đã được trùng tu rất là khang trang thưa quý vị. Tôi thực sự rất là bất ngờ khi nhìn thấy những cái hình ảnh như thế này. Những ngôi lăng mộ của tiên nhân đã được trùng tu một cách rất là khang trang và rất là thoáng đãng nữa. Đấy, không bị những cái cây cối ngày xưa mà lấn át nữa. Đấy. Và rõ ràng thì về mặt kiến trúc thì nó không thay đổi, chỉ là xây thêm những cái bộ thành, những cái bức tường thành ở bên ngoài. Đấy. Quý vị thấy thì đây là ngôi lăng mộ đầu tiên, cái ngôi lăng mộ mà trước kia khi mà tôi đi vào đây thì rất nhiều những cái cây cỏ dại. Và bây giờ thì đã được làm lại rất là đẹp. Chúng ta sẽ thấy một cái bức bình phong. Trên mặt của bức bình phong thì không có gì đặc biệt. Đấy. Tuy nhiên, về cấu trúc lăng mộ thì khi nào bước vào bên trong thì chúng ta cũng sẽ thấy một cái bức bình phong đầu tiên. Đấy. Và cái đặc điểm thứ hai đó chính là cái bộ thành, tức là những cái vòng thành bảo vệ ở đây cũng rất là thấp. Chúng ta đứng ngoài thì có thể nhìn vào bên trong được. Và tường thành thì được xây dựng bằng đá. Và trên mái vòm thì cũng làm bằng xi măng như thế này. Một cái kiến trúc rất là đặc trưng cho những cái ngôi lăng mộ thời chủ Nguyễn và đã được trùng tu như thế này. Sau khi bước vào vòng thành trong thì sẽ thấy một cái bề như thế này. Một cái áng thờ trên thì cũng có một cái áng hương. Và tôi cũng đã thắp nhang xin phép các ngài trước khi mà quay cho quý vị xem. Và sau cái áng hương chính là khu vực tập mộ. Đấy. Thì tập mộ thì nó cũng bao gồm hai tầng hình chữ nhật như thế này. Một cái kiểu kiến trúc quá là quen thuộc đối với những cái quý vị trên kênh Huế Review rồi. Từ vị chủ Nguyễn đầu tiên là chủ Nguyễn Hoàng cho tới vị chúa thứ 9. Rồi đây là vị chúa thứ 10. Rồi vị chúa thứ 11 là vua Gia Long. Thì kiểu kiến trúc hầu như là như thế này cả. Rất là giống nhau. Đấy. Có khác chăng về chất liệu được trùng tu thì bây giờ có những cái vật liệu nó hiện đại hơn. Đấy, quý vị thấy cả cái bức bình phong hầu ở phía trong và phía ngoài không có gì đáng chú ý, chỉ là bờ tường dày và nó khang trang hơn. Nhìn như thế này thì thực sự tôi cảm thấy rất là vui mừng cho các ngài, cũng như là vui mừng cho con cháu các ngài đã tìm và trùng tu những cái ngôi lăng mộ của tiên nhân như thế này. Như tôi cũng đã từng giới thiệu đến quý vị rằng đây chính là ngôi lăng mộ của hai người, đó là Tuyên Mục Nhị Vương, tức là ngài Nguyễn Phúc Hào và ngài Nguyễn Phúc Dương. Ngài Nguyễn Phúc Hào thì là con trai trưởng của chúa Nguyễn Phúc Khoác, và ngài Nguyễn Phúc Dương là con trai của ngài Nguyễn Phúc Hào. Về cái giai đoạn lịch sử cũng như là cái tiểu sử của các ngài thì quý vị cũng có thể tìm lại cái video về ngôi lăng mộ của người cai trị thứ 10 của nhà Nguyễn. Đấy, để chúng ta biết thêm về bối cảnh lịch sử cũng như tiểu sử của những cái người nằm trong hai ngôi lăng mộ này. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy một cái bảng tên lăng của Tuyên Mục Nhị Vương.
Trước kia thì cái bể này dường như là nó thấp hơn, và bây giờ thì được xây dựng cao hơn, và cũng có một cái án hướng đặt trước cái bể thờ như thế này. Đấy, tuyến vương là Nguyễn Phúc Hào 1739 đến 1760, và mục vương Nguyễn Phúc Dương không rõ năm sinh và mất năm 1777. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục qua ngôi lăng mộ thứ hai. Nhìn đây thì quý vị cũng có thể nhận ra rằng là ngôi lăng mộ thứ hai cao hơn ngôi lăng mộ thứ nhất, và cái kiểu kiến trúc thì cũng tương tự, nhưng mà có một điều đặc biệt là các cái vòng thành cũng như là các cái trụ cổng thì nó lớn hơn rất là nhiều, nó dày hơn. Vào bên trong thì chúng ta cũng sẽ thấy một cái bức bình phong. Đấy. Và đặc biệt ở đây thì cái vòng thành trong ở phía sau mặt bình phong thì nó khác hơn so với phía bên kia. Là bên kia là tất cả là vòng thành là đều hình chữ nhật cả. Đấy. Nhưng mà ở đây thì vòng thành trong là có một cái hình móng ngựa như thế này, xoắn ốc ở phía hai trụ bước vào. Đặc biệt thì những cái ô vuông như thế này được xây dựng theo hình chữ L. Và như quý vị thấy thì so với cái ngôi mộ trước kia chưa trùng tu thì ở đây được xây cao lên rất là nhiều. Và các cái họa tiết thì cũng được trang trí nó rõ ràng hơn so với trước kia. Vào bên trong thì chúng ta cũng sẽ thấy một cái án hương như thế này. Tôi cũng đã thắp nhang rồi. Vừa rồi thì nhìn những cái hình ảnh trên Facebook thì tôi cũng biết được rằng là hai ngôi lăng mộ này đã trùng tu. Nhưng mà thực sự là khá là bất ngờ, bởi vì sau khi trùng tu thì hai ngôi lăng mộ này có diện tích cũng khá là lớn, và nhìn thì rất là thoáng đãng và rất là kháng trang. Thì rất tiện cho những ai muốn đến thăm viếng, cũng như là có những cái phục hoài niệm về lăng mộ tổ tiên xưa. Đấy, quý vị thấy. Bây giờ thì hiện tại là khu vực này cũng đang được trồng rất là nhiều loài cây, để mà sau này khi mà các cái cây này lớn lên thì cũng có thể tạo một cái bóng mát cho hai ngôi lăng mộ. Đấy. Sau đây thì tôi cũng sẽ có một vài hình ảnh ở phía trên cao để cho quý vị nhìn thấy rõ hơn cái khu vực lăng mộ của hai ngài Tuyên Mục Nhị Vương này. Xin kính mời quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, thì sau khi video khám phá về lăng mộ của người cai trị thứ 10 đang trống của nhà Nguyễn được đăng tải trên kênh Huế Review, có người nói rằng là nhà Nguyễn chỉ có 9 chúa mà thôi, chứ không phải là 10 chúa hay 11 chúa. Nhưng thật sự thì tôi chỉ làm theo một cái tiến trình lịch sử. Bởi vì như quý vị cũng đã biết thì Tấn Chính Vương Nguyễn Phúc Dương sau khi vào gia đình thì cũng đã lên ngôi vương với danh hiệu là Tấn Chính Vương. Và tuy chỉ là lên ngôi vương được vài tháng, nhưng mà rõ ràng thì theo lịch sử thì đó cũng xem như là vị chủ Nguyễn thứ 10. Và sau Tấn Chính Vương đó chính là Nguyễn Vương Nguyễn Phúc Ánh. Chúa Nguyễn Phúc Ánh sau khi chiến thắng nhà Tây Sơn thì cũng đã xây dựng nên Vương Triều Nguyễn và trở thành vị vua đầu tiên của triều đại này. Đó, do đó là tại vì sao mà tôi nói rằng đây chính là vị chủ Nguyễn thứ 10. Và quý vị nhìn thấy được những hình ảnh như thế này thì được tiên tôi cảm thấy cũng rất là xúc động. Bởi vì những cái ngôi lăng mộ này cũng đã được con cháu của ngài trùng tu, và ngài đã được an giấc ở một cái khu vực cũng khá là đẹp, bên cạnh dòng sông ở Kim Long, thưa quý vị. Đấy. Và chính vì những cái điều bất ngờ này, do đó là tôi cũng muốn chia sẻ đến cho những cái quý vị khán giả trên kênh. Bởi vì có một số quý vị khán giả cũng đã biết được cái thông tin là hai ngôi lăng mộ này đã được trùng tu, và muốn tôi đến quay và chiếu lại những cái hình ảnh mới nhất về hai ngôi lăng mộ này để cho quý vị khán giả được biết. Và đáp ứng theo cái thể nguyện đó thì tôi cũng đã tìm đến đây và gửi đến quý vị khán giả những hình ảnh mới nhất hai ngôi lăng mộ của Tuyên Vương và Mục Vương. Có lẽ đến đây thì tôi cũng xin kết thúc video và cũng gửi cái lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị khán giả yêu mến kênh Huế Review, để
Huế Review có thể có được ngày hôm nay. Và mong quý vị sau khi xem video, quý vị có thể like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh Huế Review để ủng hộ cho Huế Review có những cái động lực tiếp theo trong năm mới này, năm Quý Mão, có thể tìm kiếm và quay nhiều hơn về những cái di tích liên quan tới triều đại nhà Nguyễn cũng như là lịch sử Việt Nam. Rồi, một lần nữa xin kính chúc quý vị thật là sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.